Zombie hay xác sống luôn là một đề tài thú vị thường được khai thác trong không chỉ phim ảnh mà còn cả các hình thức giải trí khác như game hay sách truyện. Và còn gì tuyệt vời hơn một chuỗi phim được chuyển thể từ game về chủ đề này? Nếu các bạn đã biết tới những Zombieland, Shaun of the Dead với những trận cười tung nóc, hay là một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng và nhân văn của Warm Bodies, thì tại sao không cùng chúng mình đến với loạt phim gắn mác kinh dị, hành động về xác sống đã để lại nhiều dấu ấn xuyên suốt hành trình 14 năm qua? Đó là Resident Evil, với tựa Việt là Vùng Đất Quỷ Dữ. Vì đây là video tóm gọn lại toàn bộ diễn biến của 6 phần phim Vùng Đất Quỷ Dữ, nên mình xin phép được cảnh báo spoiler cho tất cả các bạn nhé. Và đương nhiên, phê phim cũng khuyến khích các bạn hãy dành thời gian xem phim để có được cho mình trải nghiệm vô cùng hồi hộp và phấn khích khi theo dõi. Được rồi, không dài dòng nữa, chúng ta cùng bắt đầu nào. Trước khi đi vào dòng sự kiện chính của phần 1, chúng mình sẽ đi qua từng cột mốc thời gian và lý giải những thông tin cần thiết nhất về tập đoàn Umbrella, nguồn gốc của đại dịch. Mở đầu loạt phim với phần đầu tiên được đặt bối cảnh ở thế kỷ 21, khán giả đã có ngay những thông tin cần thiết về Umbrella, tập đoàn thương mại lớn nhất chuyên cung cấp công nghệ vi tính và sản phẩm y học. Thế nhưng, hiếm có ai biết được rằng, lợi nhuận thực chất của tập đoàn này lại đến từ công nghệ quân sự, từ các cuộc thử nghiệm gen và vũ khí sinh học. Umbrella được thành lập và gây dựng bởi giáo sư James Marcus, người có cô con gái Alicia bị mắc bệnh lão hóa, căn bệnh khiến người ta trông già hơn rất nhiều so với tuổi thực. Với mong muốn cấp thiết chữa bệnh cho con, James đã phát minh ra virus T, loại virus có thể sửa chữa những tế bào hỏng trong cơ thể con người. Nó đã nhanh chóng có tác dụng với Alicia khi cô bé có thể kết hợp với nó thành công và trở lại sống như người bình thường. Thế nhưng, virus T đã có một tác dụng phụ mà James lẫn Umbrella không hề ngờ tới, đó là hồi sinh người chết. Nhận được sự nguy hiểm tiềm tàng của loại virus này, James đã có ý định ngừng sản xuất và cung cấp. Thế nhưng, tiến sĩ Alexander Isaacs vì không muốn mất đi lợi nhuận khủng mà virus này có thể đem lại nên đã sai cấp dưới là Albert Wesker hạ sát James. Sau đó, Isaacs nghiễm nhiên được hưởng một nửa tập đoàn. Cùng với đó, hắn tạo ra một bộ xử lý máy tính thông minh mang tên The Red Queen, hay còn gọi là Nữ Hoàng Đỏ, để giúp kiểm soát Umbrella. Khi lên nắm quyền điều hành, Isaacs cùng ban lãnh đạo cấp cao của Umbrella đã có một cuộc họp về tương lai của nhân loại. Ông cho rằng, nếu cứ tiếp diễn như hiện tại, trái đất cũng sẽ dần đi đến hồi kết bởi những gia tăng dân số không kiểm soát, sự ấm lên toàn cầu, nạn đói trong tương lai. Isaacs khẳng định, thay vì ngồi im chịu trận như vậy thì hãy cố tình diệt sạch toàn bộ nhân loại trước và chỉ giữ lại tài nguyên thiên nhiên cần thiết. Và virus T chính là thứ vũ khí hợp lý nhất cho chiến dịch khải huyền này. Sau đó, ông ta cùng toàn bộ lãnh đạo cấp cao của Umbrella sẽ tiến hành đi ngủ đông, chờ ngày kế hoạch được hoàn thành. 17 tháng sau, virus T được tiến hành sản xuất đồng loạt trong phòng thí nghiệm The Hive, hay còn được gọi là tổ ong, nằm sâu dưới lòng đất của Umbrella. Sau đó, có kẻ đã cố tình để virus bị vỡ và lây lan trong không khí, khiến toàn bộ lực lượng nhân viên không hề hay biết gì của tập đoàn rơi vào trạng thái hoảng loạn và phải chạy vội sơ tán. Nữ chính của loạt phim, Alice, đã nhanh chóng xuất hiện. Alice tỉnh dậy ở một nơi không rõ, mất hết nhận thức và ký ức về tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Ngay vào lúc này, cô đã chạm trán Matthew Addison, một nhà môi trường học giả dạng cảnh sát cùng đội đặc nhiệm của Umbrella đột ngột xuất hiện và dẫn dắt Alice đi cùng họ xuống The Hive, hay còn được gọi là tổ ong, cơ sở nghiên cứu bí mật nằm sâu dưới lòng đất của tập đoàn. Nhóm tác chiến này nhận nhiệm vụ đi xuống đó để tắt nguồn The Red Queen, hay còn gọi là Nữ Hoàng Đỏ, trí thông minh nhân tạo cao siêu phụ trách quản lý tổ ong, sau khi đó đã nhốt toàn bộ nhân viên ở dưới này để họ bị giết chết. Trên đường di chuyển bằng xe lửa, nhóm đã vô tình gặp Spence, người cũng bị mất trí nhớ như Alice, và cũng là người được sắp xếp một cuộc hôn nhân giả với cô để phục vụ cho tập đoàn. Khi di chuyển xuống căn cứ, mọi hành tung của nhóm đều bị Nữ Hoàng Đỏ giám sát chặt chẽ, từ đó gây ra vô số hiểm nguy cho cả nhóm, và cuối cùng là khiến gần như tất cả đều bỏ mạng. Đó cũng là lúc họ nhận ra những người bị nhốt dưới tổ ong và hít phải virus T không chỉ đã chết, mà đã biến thành những zombie khát máu. Khi cả đội đang tản ra để đi tìm hiểu, thì Matt và Alice gặp nhau ở một phòng thí nghiệm. Matt đã tiết lộ với Alice rằng thực chất anh và em gái anh, Lisa, có nhiệm vụ thâm nhập vào nội bộ của Umbrella để điều tra mọi thông tin ngầm bẩn thỉu về tập đoàn này. Lisa lên kế hoạch sẽ lén mang một loại mẫu vi khuẩn Umbrella đang nghiên cứu ra để vạch trần việc làm bất chính của tập đoàn, và Alice chính là gián điệp của kế hoạch. Chật vật mãi mà không tìm được lối thoát, nhóm của Alice bắt buộc phải tái khởi động Nữ Hoàng Đỏ để tìm câu trả lời cho mọi chuyện. Qua sự lý giải của nó, ta được biết rằng virus T là một phát minh y học tân tiến của Umbrella, và sau khi nó bị lây lan qua đường không khí một cách có chủ đích, Nữ Hoàng Đỏ chịu trách nhiệm để nó không lan tới mặt đất.
và đó cũng là lý do nó đã nhốt toàn bộ nhân viên bên dưới tổ ong để ngăn chặn điều này. Sau khi lần lượt mất hết những thành viên của nhóm đặc vụ bởi zombie, Alice, Matt, Rain và Spence tiếp tục tìm đường trốn thoát. Cùng lúc đó, Alice dần lấy lại trí nhớ và biết rằng có thuốc giải cho virus T. Đó là khi Spence cũng đã nhớ ra mọi chuyện rằng anh ta chính là người đã gài bẫy Alice, khiến cho kế hoạch trao đổi của Lisa và Alice thất bại. Đây cũng chính là người đã cố tình để thất thoát virus T ra không khí ở phòng thí nghiệm của tổ ong. Sau cuộc đối chọi với Spence, Alice, Matt và Rain chấp nhận để hắn ta trốn thoát cùng đống kháng khuẩn. Tuy nhiên, may mắn đã không mỉm cười với gã đều cáng này khi hắn đã chạm trán với thí nghiệm đầu tiên tiêm thẳng virus T vào người của Umbrella và bị nó sơi tái. Lúc này, Rain cũng đã bị biến đổi do vết cắn khi đánh nhau với zombie lúc trước, nhưng cô cũng nhanh chóng ăn đạn và ngủm củ tỏi. Ở cuộc chạm trán cuối cùng với con quái vật, Alice và Matt đã may mắn sống sót. Tưởng chừng như đã thành công lấy được chỗ virus T để vạch trần Umbrella, thì Matt lúc này đây lại chật vật trong đau đớn với vết cào của con quái vật. Những tiến sĩ ở tổ ong nhanh chóng xuất hiện và chia cắt cả hai. Matt thì bị lôi ra làm thí nghiệm cho dự án mới Nemesis, còn Alice thì bị tiêm thẳng virus T vào người cho thí nghiệm dự án Alice. Kết thúc phần 1 của loạt phim chính là cảnh Alice tỉnh dậy giữa sự hoang vu của thành phố Raccoon, giờ đây đã chìm đắm trong đổ nát. Phần 2 với tên gọi là Resident Evil Apocalypse vẫn lấy bối cảnh xoay quanh thành phố Raccoon, nơi tọa lạc trụ sở chính của tập đoàn Umbrella, và đã có phần lý giải cho sự hoang tàn của thành phố Raccoon ở cuối phần 1. Trái ngược với quang cảnh yên bình và trong xanh ở trên mặt đất, bên dưới lòng đất của thành phố Raccoon vẫn là những cuộc thử nghiệm độc hại không ngừng nghỉ của Umbrella và đã dẫn tới lây lan trên diện rộng tới cư dân của thành phố bởi sự rò rỉ hạt nhân. Vì lẽ đó, nhân viên của tổ chức này chịu trách nhiệm đưa đón và di tản toàn bộ thành viên cấp cao của tập đoàn, bởi họ biết rằng thành phố Raccoon sớm muộn sẽ không thể chống chọi với lũ zombie đang ngày một đông lên. Trong nhóm những người này, bao gồm tiến sĩ Charles Ashford, người đã chế tạo ra virus T cùng kháng khuẩn của nó. Toàn bộ quan chức cấp cao của Umbrella tiến hành di chuyển, bỏ mặc và cưỡng chế vô số người dân gào thét đằng sau cánh cổng ngăn cách. Từ đây, một nhóm lãnh nạn được thành lập bao gồm Jill Valentine, một trong những đặc vụ cảnh sát giỏi nhất, cảnh sát Peyton và cô phát thanh viên Terry. Trong lúc đó, tiến sĩ Charles lại kiên quyết không chịu đi nếu thiếu cô con gái Angela, người mà đã bị mất tích sau vụ tai nạn xe khi đang trên đường tới chỗ bố. Tiến sĩ Charles lùng sục mọi ngóc ngách đều không thấy con, bèn liên lạc và trao đổi với nhóm của Alice và Jill, lẫn nhóm đặc vụ bị bỏ rơi lại của Umbrella. Ông nói rằng nếu họ giúp ông tìm con gái, thì sẽ biết được đường thoát ra khỏi thành phố Raccoon một cách an toàn. Nhóm Jill lúc này đã tạm trú được ở trong một nhà thờ, nơi họ bị bao vây bởi không chỉ những zombie bình thường, mà còn cả một loại quái vật thuộc thí nghiệm mới của Umbrella, dẻo dai và khó nhằn hơn. Và nhóm của Jill chắc chắn không thể thoát khỏi nơi đây nếu không có sự trợ giúp của Alice, người đã xuất hiện vô cùng kịp thời. Nhưng lúc này, chương trình Nemesis đã được tổ chức kích hoạt thành công và cho ra trận. Tên khủng bố này sau khi hạ gọn đội đặc nhiệm giỏi nhất của tổ chức đã chạm trán với nhóm Alice và được kích hoạt lên mức tối đa để chiến đấu với mục tiêu quan trọng nhất, dự án Alice. Cùng lúc đó, sau khi tách khỏi Alice, còn Peyton lại đã chết vì hóa thành zombie, thì Jill cùng Terry đã gặp LJ và nhanh chóng di chuyển đến một trường học. Tại đây, Jill đã gặp và giải cứu cô con gái Angela của tiến sĩ Charles, đồng thời tái ngộ Alice và gặp thành viên còn sống sót cuối cùng của đội đặc nhiệm, Carlos. LJ lại một lần nữa gặp may do được Carlos giải cứu, còn cô phát thanh viên Terry chớ trêu thay lại bị một đám zombie học sinh sơi tái. Trong lúc nói chuyện với Angela, Jill và Alice đã biết được cô bé cũng bị cấy vào người virus T. Nhưng trường hợp của Angela giống với Alice khi cô bé đã kết hợp thành công tế bào của mình với virus này khi cô bé được tiêm đồng thời virus T và chất kháng để cân bằng lượng tế bào trong cơ thể của bản thân. Từ đó, sự kết hợp này có thể giúp cô bé thoát khỏi căn bệnh và đi lại như người bình thường chứ không bị hóa thành zombie. Khi cả nhóm đã đến được địa điểm có trực thăng để chuẩn bị rời đi, Alice đã bị tổ chức khống chế và bắt đầu đối đầu với Nemesis nhằm mục đích tìm ra ai mới là kẻ siêu việt hơn giữa hai thí nghiệm bị đe dọa bằng cái chết của tiến sĩ Charles. Alice không còn cách nào khác, phải chấp nhận thách đấu. Trận đấu diễn ra căng thẳng và Alice khi chuẩn bị kết liễu Nemesis, cô đã nhận ra kẻ khủng bố này thực chất chính là Matt, người bạn đã bị chia cắt khỏi cô ở cuối phần 1. Alice quyết định không xuống tay với bạn mình, còn Matt, lúc này trong hình dạng của Nemesis, đã mang màng lấy lại được ký ức và giúp nhóm Alice tiêu diệt gọn bè phái của Umbrella và để nhóm tẩu thoát bằng trực thăng. Một vụ nổ tanh bành đã giáng xuống để phá hủy thành phố Raccoon. Dư chấn của nó khiến trực thăng của nhóm Alice rơi xuống một con sông. Khi tiến sĩ Isaacs, người chịu trách nhiệm nghiên cứu của tổ ong tìm đến,
thì chỉ còn lại mỗi xác của Alice và ông ta đem cô về để tiếp tục thí nghiệm. Sau khi tái sinh Alice, tiến sĩ Isaacs tưởng chừng như đã có thể khống chế cô, thì bất ngờ Alice vẫn nhớ hết tất cả mọi chuyện. Sức mạnh của cô giờ đây đã được đẩy lên ngưỡng cực cao, thậm chí có thể điều khiển vạn vật xung quanh. Kết thúc phần 2, Alice hội ngộ với nhóm còn lại bao gồm Jill, Carlos, LJ và Angela, rồi cùng nhau rời đi trong sự hiểm nguy luôn cận kề khi tiến sĩ Isaacs đã có thể bám sát hành tung của cô. Bước sang phần 3 của loạt phim với tên Resident Evil Extinction, mọi chuyện đã có những chuyển biến mới vô cùng đáng kể. Mở đầu phim là lời tự thuật của Alice về sự hoành hành của đại dịch zombie đến không chỉ riêng thành phố Raccoon hay nước Mỹ mà là toàn cầu. Phần 3 vẫn theo chân cuộc hành trình của Alice và lấy bối cảnh ở thành phố Salt Lake. Cùng lúc với Alice phăm phăm trên con xe cả tàng để di chuyển giữa vùng sa mạc đổ lửa, một đoàn hộ tống gồm 5 xe lớn cũng đang cùng nhau sống sót qua từng ngày. Đáng chú ý, nhóm này có sự xuất hiện của Carlos và LJ, những người đã cùng Alice tẩu thoát ở cuối phần 2. Đoàn này được chỉ huy bởi Claire Redfield, một nhân vật quan trọng sẽ góp mặt đến phần phim cuối cùng. Ở sâu dưới lòng đất của thành phố này diễn ra cuộc họp của ban lãnh đạo Umbrella. Trong đó, có bản sao tiến sĩ Isaacs cùng Wesker, kẻ lúc này đã nắm giữ quyền điều hành toàn bộ tập đoàn. Sau khi lấy được mẫu máu của Alice, bản sao Isaacs đã tiến hành nhân bản vô tính dự án Alice với mục đích tìm ra người mang năng lực tốt như cô nhưng đều thất bại. Vậy nên, hắn đã chuyển hướng dùng mẫu máu đó để chế tạo ra kháng khuẩn có thể giúp zombie có được trí khôn như một người bình thường. Khi di chuyển, dù cho Alice nghe thấy tiếng phát thanh tìm người còn sống của hội Claire, nhưng cô vẫn không lên tiếng bởi cô đang trên đường đi tìm một nơi mà cô có thể sinh sống tách biệt. Tại đây, năng lực vượt trội của cô sẽ không làm ảnh hưởng đến người khác. Tuy nhiên, mọi thứ đã không như kế hoạch. Alice đã phải dùng chính siêu năng lực có được từ thí nghiệm để cứu lấy hội của Claire khi đoàn người này đang bị bao vây bởi những con quạ zombie khát máu khủng khiếp. Sau khi gia nhập nhóm Claire và cùng thảo luận, cả bọn quyết định sẽ di tản đến Alaska, nơi được cho là chưa có sự lây nhiễm của zombie. Khi cả đoàn dừng chân trên đường, họ phải đối đầu với một đám zombie đã được cải tiến trí não do tiến sĩ Isaacs thả xuống sau khi ông ta truy lùng dấu vết của Alice. Giống như lần chiến đấu trước với lũ quạ, lần đầu này nhóm Claire cũng đã thiệt hại không ít người. Thế nhưng Alice cũng đã kịp chớp lấy thời cơ để cho một con zombie ngoạm tên tiến sĩ Isaacs trước khi hắn kịp trốn thoát. Khi hắn trở về căn cứ để tiêm kháng virus chiết xuất từ máu của Alice, Isaacs không những không trở lại người bình thường mà còn trở thành một con zombie đột biến. Cùng lúc đó, Alice và Carlos cùng thảo luận và đưa ra quyết định rằng nhóm có thể lấy được trực thăng thành công để tiến đến Alaska. Đáng tiếc, Carlos đã buộc phải đánh đổi bản thân mình. Sự hy sinh của anh đã giúp Claire có được trực thăng để rời đi. Về phần Alice, cô quyết định ở lại để xử lý đống hỗn độn với Isaacs. Sau cuộc chiến dai dẳng với tên nhân bản, phần 3 kết thúc với chiến thắng thuộc về nữ chính của chúng ta. Cuối cùng, ta thấy được Alice cùng bản sao của cô kết hợp với nhau để nhân bản vô tính chính bản thân mình. Vậy cô làm thế để làm gì? Và câu trả lời đã có ngay trong phần tiếp theo, Resident Evil Afterlife. Phần 4 của loạt phim đặt bối cảnh tại Nhật Bản, nơi mà một trụ sở của tập đoàn Umbrella do Wesker cai quản. Đã 4 năm sau những sự kiện của phần 3, đại dịch zombie lúc này đây gần như đã không thể kiểm soát được và một nửa dân số thế giới đã bị biến thành những con quái vật khát máu. Những tưởng sẽ được bảo vệ khi trốn sâu dưới lòng đất, thế nhưng trụ sở của Nhật Bản Umbrella một lần nữa rơi vào nguy hiểm khi các bản sao của Alice đã đến và hủy diệt tất cả, quyết tâm giết tên đầu sỏ Wesker. Tuy nhiên, tên này đã nhanh chóng cho tự hủy toàn bộ trụ sở và leo lên trực thăng để tẩu thoát. Tại đây, hắn gặp được Alice bản chính. Hắn nhanh tay bơm chất vô hiệu hóa virus T trong người Alice, đồng nghĩa với việc cô sẽ mất đi hết sức mạnh đang có. Cuộc ẩu đả giữa hai bên diễn ra khiến máy bay mất phương hướng và lao thẳng xuống vách núi. Alice may mắn còn sống sót giữa đống hoang tàn. 6 tháng sau vụ rơi máy bay, Alice kiếm được một chiếc máy bay để di chuyển đến thành phố Arcadia thuộc bang Alaska, nơi mà được cho là tuyệt đối an toàn khỏi sự truyền nhiễm của dịch bệnh, có đầy đủ nhu yếu phẩm và nơi trú ẩn, và cũng là nơi mà nhóm Claire ở cuối phần 3 đã lên trực thăng để di tản tới. Tuy nhiên, khi Alice đặt chân đến đây thì lại không hề có dấu hiệu nào của nhóm Claire hay cả dấu hiệu của sự sống. May mắn mỉm cười khi Alice nhanh chóng gặp lại Claire, thế nhưng Claire lúc này đã bị mất trí nhớ. Sau khi dạt đến những Vancouver, Seattle hay San Francisco trên chiếc máy bay cà tàng, hai người đã cùng nhau tới Los Angeles. Giống những nơi khác, Hollywood giờ đây cũng đã bị bao trùm bởi đầy rẫy những xác sống, không chỉ loại thường mà còn cả bản cấp tiến hơn. Tại đây, Alice và Claire đã có cơ hội gặp được một nhóm người may mắn còn sống sót đang tạm trú tại một nhà tù. Hai cô gái làm quen với Luther West và những người khác. Sau khi nói chuyện, họ biết được rằng Arcadia,
nơi được cho là không có sự lây nhiễm của dịch bệnh và được cung cấp đầy đủ thức ăn đồ uống, thực chất lại là một con tàu của tập đoàn Umbrella. Nó đang thu thập những người còn sống chứ không phải là một thành phố của Alaska. Trong lúc chật vật để nghĩ cách thoát khỏi nhà tù để tới Arcadia, Alice đã gặp mặt và nói chuyện với một bảo vệ vô tình bị tù binh nhốt tên là Chris, người biết rõ đường thoát và cũng tình cờ là anh trai của Claire. Dù những người còn lại đều không muốn hợp tác vì cho rằng Chris là một người nguy hiểm, nhưng họ buộc phải làm điều đó bởi lũ zombie lúc này đã tinh danh tìm được đường dưới lòng đất để bò vào trong nhà tù. Chris gợi ý rằng, để tàu thoát thành công giữa bầy zombie đói khát ngoài kia, thì họ cần phải trang bị một chiếc xe tăng quân đội và cần phải lấy được vũ khí cất dưới tầng hầm. Lúc Alice và Chris lấy được vũ khí thành công, cũng là lúc boss đầu đinh của bầy zombie đang chuẩn bị xô đổ cánh cửa nhà tù. Thế nhưng, một cú bất ngờ khác lại sẽ đến với những người này khi một gã trong nhóm đã phản bội và cướp mất máy bay của Alice để bay tới Arcadia. Sau khi oanh tạc một trận nảy lửa với đám zombie bủa vây xung quanh nhà tù, rồi cho tan xác cả anh boss sống dai nhất của đất, Alice, Claire cùng Luther chui qua đường hầm có sẵn mà lũ zombie đã đào để tẩu thoát. Tuy bị lạc mất nhau ở ngay phút chót, thế nhưng Luther vẫn toàn mạng, hứa hẹn sự trở lại ở phần tiếp theo. Ba người cuối cùng còn sót lại là Alice, Claire và Chris cùng nhau di chuyển đến Arcadia. Trên con tàu này, họ đã phát hiện ra rằng ở đây hoàn toàn không phải là nơi trú ẩn, mà là nơi Umbrella giam giữ vô số người để chúng tiếp tục làm thí nghiệm. Alice một lần nữa chạm trán với Wesker, kẻ lúc này đã bị biến đổi do dùng virus T để tái sinh sau vụ rơi máy bay. Một trận chiến giữa kẻ săn mồi và con mồi lại diễn ra. Thế nhưng đáng tiếc rằng, khi ai nấy đều chắc chắn rằng Wesker lần này đã thật sự tiêu đời dưới tay anh em nhà Redfield, thì hắn lại một lần nữa hồi sinh và dùng trực thăng để lẩu thoát, rồi lại để bị bom nổ vỡ đầu. Và đến cuối cùng, khi Alice cùng Claire và Chris tưởng như đã giải thoát cho tất cả những người bị nhốt và an toàn ở trên tàu, thì hàng loạt máy bay chiến đấu của Umbrella lại xô đến, khép lại phần 4. Phần phim thứ 5 với cái tên Resident Evil Retribution diễn ra ngay sau những diễn biến đã bỏ ngỏ ở cuối phần 4, với phân cảnh mở đầu là trận chiến giữa Umbrella và Alice cùng những người trên tàu. Ở phần phim này, một nhân vật mới mà cũ đã tái xuất, Jill Valentine. Tuy nhiên, cô lúc này đã bị tổ chức gắn nhện tẩy não lên người và hoạt động dưới trướng của Umbrella. Sau trận chiến, Alice một lần nữa bị tổ chức bắt giữ và bị Jill tra hỏi. Thế nhưng, may mắn lại vẫy gọi khi cô đã được Ada Wong, thuộc hạ thân tín của Wesker, giải thoát. Wesker giải thích với Alice rằng, hiện nhân loại đang trên bờ vực của sự suy tàn và cần sự trợ giúp của Alice, kèm theo thông tin rằng Alice hiện đang ở trụ sở thí nghiệm chính của Umbrella, nằm sâu 90m dưới lòng đất tại phía bắc nước Nga. Tại đây, tổ chức cho xây dựng các phòng giả lập với hình ảnh tái hiện chi tiết các thành phố trên toàn thế giới, với mục đích chính là để Umbrella mở rộng việc tiêu dùng virus của tập đoàn. Umbrella tái hiện lại quang cảnh bùng phát dịch bệnh ở một địa điểm cụ thể và cho chính phủ nước khác chìm ngưỡng, sau đó là buôn bán virus. Đây chính là một cuộc đua vũ trang không hơn không kém dưới lớp vỏ bọc thí nghiệm sinh học để mang đến khoản lợi nhuận khổng lồ 102 cho Umbrella. Dưới sự chỉ dẫn của Wesker, một nhóm cứu hộ được cử tới để giải cứu Alice và Ada, trong đó có Luther, người đã may mắn thoát chết ở cuối phần 4. Cả nhóm nhanh chóng hạ gục những tay lính quen của Umbrella ngay khi lọt vào căn cứ, còn Alice và Ada ở chiến tuyến khác lại tương đối chật vật tái ngộ, với không chỉ một mà tận hai anh boss đầu đinh được cho ra trận dưới sự kích hoạt của nữ hoàng đỏ. Nói không ngoa, khi có lẽ ở phần phim thứ 5 này có đầy đủ những trận chiến đã mắt xuyên suốt các lục địa, khi các cương thi ngang ngố cũng xuất binh để tiếp đón đội giải cứu. Trên đường đi, Alice và Ada đặt chân đến phân khu giả lập tiếp theo, thành phố Raccoon. Tại đây, cô được biết thêm về những bản sao còn lại của mình được Umbrella đang dùng vào việc gì. Không chỉ riêng bản sao của Alice, mà còn cả của Rain, Carlos, những người đã bỏ mạng ở các phần trước, đều được nhân bản và cấy cho bộ não phản xạ tối thiểu để phục vụ cho những phân khu giả lập. Sau trận nổ súng bất ngờ với quân đội của Jill, Alice dắt con dơ nhân bản Becky của mình cùng chạy thoát, còn Ada thì bị tổ chức bắt sống. Alice ngay sau đó đã phi đến Moscow để giải thích cho các đấng mày râu đang khổ sở với không chỉ các cương thi ngang ngố mà còn cả một con quái vật khác. Cả nhóm nhanh chóng giải quyết đống zombie dai dẳng và di chuyển đến nơi để lên mặt đất. Thế nhưng ở phút chót thì lại một lần nữa phải đối đầu với quân đội của Jill. Còn con gái giả của Alice thì bị quái vật cuỗm đi mất. Alice quyết định đi giải cứu cô bé, còn những người còn lại thì cố kìm chân lính của Umbrella. Trong khi Alice không mất quá nhiều thời gian để hạ gục quái vật, thì đội nam ở lại chinh chiến cuối cùng chỉ còn lại hai người là Luther và Leon. Đến giờ trụ sở tự hủy, một vụ lớn xảy ra đã đưa bốn người Alice, Becky, Luther và Leon lên thẳng mặt đất. Thế nhưng, mọi chuyện vẫn chưa chấm dứt ở đó khi Jill,
bản sao của Rain cùng Aida cũng trồi lên từ dưới mặt đất. Cuộc chiến đấu cuối cùng diễn ra được chia thành hai cặp, Alice đấu với Valentine, còn Luther cùng Leon thì tay ba với Rain. Phe Alice lộ rõ sự yếu thế khi cả cô, Luther và Leon đều bị dập cho tơi bời. Nhưng Alice đã nhanh trí giết ngay con nhện tẩy não gắn trên người Jill, giúp cô trở lại bình thường. Đáng buồn thay, Luther đã bị Rain giết chết. Alice lúc này biết rằng mình không thể nào chiến thắng được Rain bằng tay không hay súng đạn, bởi virus T được tiêm vào người Rain đã làm cho cô mạnh cực độ và có cả chế độ tự lành vết thương. Thế nên, Alice đã nhờ sự trợ giúp từ các bác ngang ngố ở dưới mặt băng để kéo Rain xuống dưới nhập bọn. Năm người còn sống sót cuối cùng là Alice, Becky, Jill, Ada và Leon di chuyển đến phòng tuyến cuối cùng là Washington DC để gặp Wesker. Tại đây, hắn đã trao trả virus T vào trong cơ thể của Alice để cô có thể chiến đấu lần cuối trước sự hủy diệt đang cận kề. Vậy nhưng tất cả chỉ là lừa đảo, khi mà mục đích thật sự của Wesker lại là để tiêu diệt hết tất cả những người sống sót cuối cùng và tiến hành thanh tẩy bề mặt trái đất. Vậy, mọi chuyện thật sự là như thế nào? Cùng đi tìm câu trả lời ở phần cuối cùng nhé! Resident Evil The Final Chapter, chương cuối của loạt phim được đặt trong bối cảnh thời gian đã 10 năm kể từ lần lây nhiễm đầu tiên. Mở đầu phim là cảnh Alice tỉnh dậy sau khi bị Wesker phản bội. Ở cuối phần 5, Alice đã bị Wesker tiêm virus T vào người một lần nữa, đồng nghĩa với việc giờ đây cô lại ở dưới sự giám sát của Nữ Hoàng Đỏ. Trong lúc thám thính xung quanh, Alice đã có dịp gặp lại máy tính thông minh của Umbrella, với thông báo rằng hiện trên bề mặt trái đất chỉ còn vỏn vẹn hơn 4.000 sinh vật sống, nhưng tất cả sẽ sớm bị triệt tiêu trong vòng 48 tiếng nữa. Cách duy nhất để ngăn chặn việc này xảy ra là Alice phải quay lại tổ ong, phát tán thuốc giải virus T lan qua đường không khí, thứ mà có thể diệt mọi sinh vật bị lây nhiễm virus T. Trên đường đi, Alice không may một lần nữa gặp phải tiến sĩ Isaacs phiên bản có vẻ là gốc. Sau khi trốn thoát thành công khỏi gã, Alice lại tiếp tục tiến thẳng đến tổ ong. Và may mắn làm sao, khi cô được tái ngộ với Claire sau khi hai người bị tách rời ở trận khủng bố trên con tàu Arcadia ở cuối phần 4. Claire cũng bị bắt đến tổ ong, nhưng cô đã may mắn được cứu trốn thoát. Để ngăn chặn Isaacs ngày một tiến đến gần tổ ong, Alice cùng nhóm của Claire lên kế hoạch chặn đứng xe tăng của hắn, cũng như tiêu diệt lũ zombie đói khát đang bám theo tại tòa nhà của họ. Thành công ngăn chặn được đợt tấn công lần một, nhưng nhận ra rằng vẫn còn hai bầy zombie đang thẳng tiến đến chỗ mình. Alice cùng những người còn sống quyết định di chuyển đến tổ ong nhanh nhất có thể. Trên đường đi và cả khi đã đến nơi, họ gặp phải vô số chướng ngại vật khủng khiếp và không tránh khỏi việc phải lần lượt bỏ mạng. Đến cuối cùng, chỉ có lại Alice, Claire và người yêu của Claire là Doc còn sống. Thế nhưng, gã này thực chất cũng là gián điệp của Umbrella được cài vào. Khi Alice đã gần đặt chân đến tổ ong, Wesker không thể chờ được nữa và quyết định đánh thức tiến sĩ Isaacs phiên bản gốc thực sự dậy. Quả là nhiều bản sao như vậy thì thật sự không biết đường nào mà lần, đặc biệt là khi bản sao nào cũng nghĩ mình là duy nhất và chiến đấu hết mình. Và thật bất ngờ, nữ chính của chúng ta xuyên suốt 6 phần phim thực chất cũng là một bản sao được tạo ra vào 10 năm trước của Alicia Marquez, con gái của nhà sáng lập Umbrella. Và nhờ có sự xuất hiện của Alicia ở những phút cuối cùng, Wesker đã chính thức được chào tạm biệt khán giả sau vô số lần chết đi sống lại không hồi kết. Về phía Isaacs, sau khi thể hiện một màn đấu tay bao hoành tráng với Alice và Claire, rồi may mắn tái tạo lại ở cả những giây phút cuối cùng, thì hắn đã được một fan gây ông đập lưng ông bởi chính bản sao của mình ở phút chót. Từ đó, khép lại giấc mơ khải huyền cao cả. Và cũng ở những giây cuối cùng, toàn bộ tập đoàn Umbrella đã bị nổ tung, còn Alice đã thành công phát tán được thuốc giải virus T và để nó lan trong không khí. Thuốc giải này cũng đã giúp diệt tiêu hết virus T trong cơ thể của Alice, giúp cô trở lại làm người bình thường. Cùng với đó, Alice đã được Alicia trao tặng lại toàn bộ những ký ức từ lúc nhỏ đến lúc trưởng thành của mình, khiến cho Alice giờ đây thực sự đã trở thành một con người thực thụ, chứ không chỉ còn là một bản sao. Và nhiệm vụ cuối cùng của Alice chính là tiếp tục con đường đưa thuốc giải này đến khắp nơi trên thế giới, đưa trái đất quay lại thuở ban đầu. Và đó là tất cả diễn biến câu chuyện của 6 phần phim Resident Evil được gói gọn lại dưới góc nhìn của chúng mình. Phải công nhận rằng, dù không có kỹ xảo đỉnh cao hay những phần phim lắt léo, thì Resident Evil vẫn khép lại trong sự thỏa mãn của những ai đã theo dõi bộ phim suốt từng ngày năm với những phân cảnh hành động đã mắt, đã tai, song hành với một câu chuyện có chiều sâu và sự kết nối. Để nhận xét một cách tổng thể và khách quan nhất, Resident Evil chắc chắn xứng đáng là một trong những bộ phim chuyển thể từ game hay nhất và cũng là một trong những bộ phim hay nhất của chủ đề xác sống. Còn bây giờ, cảm ơn các bạn đã xem hết video này và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye! Looking at you, kid. Got it.
Look at me. I love you more than I've ever loved anyone.